Xin chào quý vị đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút mỗi ngày trên kênh TTV11, website chính thức và trên các hạ tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 hôm nay, mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin trong nước đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, mặc dù công tác phòng chống dịch COVID-19 có chuyển biến đáng mừng, song vẫn còn nhiều hạn chế. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có, đảm bảo một ứng dụng thuận tiện cho người dân. Thủ tướng giao Bộ Y tế sớm hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch trong tình hình mới, tập trung vào vaccine, xét nghiệm và điều trị. Tập trung nâng cao năng lực hệ thống đáp ứng, trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022. Chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai các biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc mở cửa, có lộ trình, từng bước có kiểm soát và liên tục đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp dựa trên nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất. Kính thưa quý vị, trong các đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhóm khu công nghiệp là một trong những khu vực được thành phố Hải Phòng ưu tiên. Thành phố đã tiêm vaccine cho 2.300 chuyên gia nhân sự cao cấp trong tháng 7 và tháng 8. Trong tháng 9, thì Hải Phòng sẽ tiêm vaccine cho khoảng 120.000 lao động đang làm việc tại khu vực này. Trong đó, tại các khu công nghiệp của Hải Phòng sẽ có 18 điểm tiêm với 120.000 người đã đăng ký tiêm. Việc ưu tiên nguồn vaccine cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là chủ trương của thành phố Hải Phòng để đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long tháo gỡ khó khăn cho hoạt động vận chuyển, tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì hiện nay, việc lưu thông hàng hóa nông sản chủ yếu là lúa, gạo, hàng hóa đang gặp khó khăn do thiếu hụt lực lượng lái xe container. Tổng cục yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn thống kê báo cáo số lượng lái xe có giấy phép lái xe container đang làm việc để có thể trưng dụng ngay vào hoạt động vận chuyển hàng hóa nông sản khi cần thiết. Các đơn vị vận tải kinh doanh logistics trên địa bàn công khai minh bạch giá cước vận chuyển container cũng như có sự điều chỉnh giá cước vận chuyển ở mức hợp lý, tạo điều kiện cho hoạt động lưu thông tiêu thụ nông sản xuất khẩu thuận lợi hơn trong bối cảnh dịch Covid-19. Thưa quý vị, qua các kết quả sàng lọc SARS-CoV-2, hầu hết các ấp khu phố trên địa bàn huyện Dương Minh Châu là vùng xanh, chỉ có 4 trên 57 ấp khu phố là vùng vàng. Huyện Dương Minh Châu đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm giữ vững và từng bước mở rộng vùng xanh. Hiện nay, huyện Dương Minh Châu không còn vùng đỏ và vùng cam, số vùng vàng, vùng nguy cơ đang thu hẹp và vùng xanh, vùng bình thường mới tiếp tục mở rộng, cuộc sống đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Dương Minh Châu yêu cầu Quỹ ban nhân dân các xã, thị trấn và phòng ban ngành huyện đẩy mạnh tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm 5K, hạn chế ra đường nếu không có việc thật sự cần thiết, đăng ký đi tiêm vaccine phòng bệnh, đặc biệt là tăng cường lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát và xử lý việc không đeo khẩu trang nơi công cộng và tụ tập đông người, các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 12 tháng 9, các tình nguyện viên trên địa bàn hai xã Suối Ngô và Tân Hòa, huyện Tân Châu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sắc COVID-2 đợt 3. Đây cũng là hai xã cuối cùng trên địa bàn quyền thực hiện lấy mẫu đợt này. Hai xã Suối Ngô và Tân Hòa được đánh giá là dùng xanh nên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm real time PCR gộp 10 với tần suất 7 ngày một lần. Đối tượng lấy mẫu đợt này là toàn bộ công nhân, người lao động để sàng lọc được nhóm công nhân xanh và quy hoạch cho ở địa bàn xanh trước khi thực hiện tái sản xuất lấy mẫu xét nghiệm 20% người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, kể cả lãnh đạo công ty, người vận chuyển giao hàng và toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ vận chuyển, buôn bán hàng hóa thiết yếu, cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo kế hoạch, hai xã này sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần nữa vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, là một trong những nhóm ngành quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động thường ngày của người dân, thế nên VNBT Tây Ninh vẫn duy trì hoạt động trong suốt khoảng thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội. Khách hàng khi đến các điểm giao dịch của VNBT Tây Ninh đều phải chấp hành nghiêm thông điệp 5K, nước sát khuẩn và khẩu trang y tế được bố trí để khách hàng dễ dàng sử dụng. Các mã QR cũng được bố trí ở nhiều nơi để khách hàng tiện việc khai báo y tế. Về phía VNBT Tây Ninh, cùng với việc tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng nhân viên của đơn vị còn kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 cho khách hàng, đồng thời hướng dẫn khách hàng các phương thức trực tuyến để giao dịch và phản ánh ý kiến thông qua các số điện thoại đường dây nóng phục vụ 24 trên 7 hoặc qua ứng dụng MyVNPT. Đơn vị này cũng đã triển khai bố trí nhân sự làm việc theo phương án 3 tại chỗ để vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, bảo đảm mạng lưới hoạt động ổn định, kịp thời cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phục vụ chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua ứng dụng Tây Ninh Smart trên điện thoại thông minh, tổng đài 1022 phản ánh hiện trường hỏi đáp trực tuyến là những kênh giao tiếp rất hiệu quả giữa chính quyền với người dân trong bối cảnh dịch bệnh phải hạn chế tiếp xúc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, thuận lợi cho cả người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Đối với người dân, giúp họ nắm thông tin chính xác và tin tưởng vào chỉ đạo điều hành của tỉnh. Hiện nay, ứng dụng Tây Ninh Smart đã được tích hợp bổ sung thêm nhiều tính năng trong công tác phòng chống dịch như bản đồ Covid-19, tạo mã kiểm dịch, quản lý danh sách người ra vào các địa điểm, hỗ trợ khai báo y tế tại nhà cho tất cả các đối tượng tạo mã QR cá nhân để quản lý trong công tác hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, đưa rước, di chuyển, hỗ trợ giám sát cách ly tại nhà. Đặc biệt, để hỗ trợ cho người dân tiếp cận thông tin, tỉnh đã miễn phí cước tổng đài 1022 cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng phần mềm nhập số liệu báo cáo ngày cho Quỹ ban Nhân dân tỉnh, tỉnh ủy liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sở phối hợp Zalo xây dựng trang kênh OA Zalo, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Tây Ninh tích hợp nhiều chức năng như xác nhận nơi đến, quét mã QR code, khai báo sức khỏe hàng ngày, phản ánh dịch bệnh, đăng ký nhận trợ cấp, đăng ký tiêm vaccine, khai báo tại chốt kiểm soát phòng chống dịch. Gần đây là triển khai nền tảng công nghệ tiêm chủng vaccine COVID-19, nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. Tính đến nay đã có gần 85.000 thiết bị cài đặt ứng dụng này trên điện thoại di động. Xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng đến với thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh mà chúng tôi vừa nhận được. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 12 tháng 9, Tây Ninh ghi nhận 143 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 59 ca so với ngày 11 tháng 9. Trong đó, test dương sàng lọc 75 ca, F1 truy vết 0 ca, cách ly tập trung và nhập cảnh 53 ca, trong khu phong tỏa 15 ca. Cụ thể, huyện Tân Châu 43 ca, tăng 29 ca, trong đó Suối Dây 8 ca, Tân Đông 1 ca, Tân Hòa 3 ca, Tân Hội 19 ca, Tân Hưng 2 ca, Tân Phú 1 ca, Tân Thành 9 ca. Thị xã Thắng Bàn 40 ca giảm 1 ca, trong đó An Hòa 1 ca, An Tịnh 27 ca, Gia Lộc 1 ca, Phương Tráng Bàn 2 ca, Phước Bình 4 ca, Phước Chỉ 5 ca. Nguyễn Châu Thành có 29 ca, tăng 18 ca, trong đó thị trấn Châu Thành 16 ca, Thanh Điền 12 ca, Thành Long 1 ca huyện Dương Minh Châu 20 ca, tăng 9 ca, trong đó Trà là 19 ca, xã Phan 1 ca. Thành phố Tây Ninh có 6 ca, tăng 4 ca, trong đó Ninh Sơn 1 ca, Ninh Thạnh 1 ca, phường 1 1 ca, phường 4 2 ca, Tân Bình 1 ca. Quyện Cò Dầu có 3 ca không tăng giảm, trong đó Phước Đông 2 ca, thị trấn Gò Dầu 1 ca. Thị xã Hòa Thành có 2 ca, tăng 1 ca, trong đó Trường Tây 1 ca, phường Long Qua 1 ca. Về công tác truy vết, các ca F0 146 ca, CDC 145 ca, Bệnh viện Xuyên Á của Chi 1 ca, Cụ thể Tân Châu 43 ca, Trắng Bàn 40 ca, Châu Thành 29 ca, huyện Dương Minh Châu 20 ca, Thành phố Tây Ninh 6 ca, Gò Dầu 4 ca, Hòa Thành 2 ca, Bến Cầu 2 ca. 13 ca F1 trong khu cách ly tập trung ngày thứ 14 đến ngày thứ 19, 1 ca cách ly từ khi nhập cảnh đang trong các khu cách ly. Các trường hợp nghi nhiễm 43 trường hợp, truy vết 129 F1, 61 F2, Cụ thể, Tân Châu 4 trường hợp, Tân Biên 22 trường hợp, Châu Thành 5 trường hợp, thành phố Tây Ninh 6 trường hợp, Tráng Bàn 6 trường hợp. Tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.747 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 3.945 người. Về công tác điều trị, tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm COVID-19 là 7.677 bệnh nhân, đang điều trị 2.068 bệnh nhân. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất hiện trong ngày là 66 người. Tính đến ngày 12 tháng 9 thì có 5.503 bệnh nhân được điều trị khỏi. Về số ca tử vong trong ngày có 3 ca. Đến ngày 12 tháng 9 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 672 dùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 217 dùng, 455 dùng đã giải tỏa. Về tình hình tiêm vaccine, tổng số vaccine tỉnh được Bộ Y tế phân bổ đến nay là 419.060 liều. Tỉnh đã phân bổ cho các địa phương đơn vị là 319.060 liều. Tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2021, tỉnh đã tiêm được 313.330 liều trên 319.060 liều. Trong đó, mũi 1 là 273.868 liều, mũi 2 là 39.462 liều, đạt tỷ lệ 98,2%. Công suất tiêm bình quân từ 24.340 liều một ngày với 106 điểm tiêm. Tình hình an ninh trật tự trong giãn cách xã hội của các địa phương. Trong ngày, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã lập biên bản vi phạm hành chính 35 trường hợp. Từ khi thực hiện chỉ thị 16, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9.405 trường hợp. Thực hiện chính sách theo nghị quyết 68 của Chính phủ, trong ngày không phát sinh hồ sơ phê duyệt. Các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày 48 người với số tiền là 72 triệu đồng. Tổng cộng đã chi hỗ trợ đến ngày 12 tháng 9 năm 2021 26.465 người, với tổng số tiền hơn 39 tỷ 980 triệu đồng. Thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ www.ttv11.com.vn, website tnntv.vn và các bản tin hạ tầng số của Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị khán giả, hiện nay, thông tin phân dụng nguy cơ COVID-19 đến ấp khu phố được thể hiện trên nền bản đồ của từng huyện, thị xã thành phố của tỉnh, dễ xem trực quan sinh động được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ www pinterest com TV. Quý vị có thể dễ dàng kết nối bằng cách quét mã QR trên màn hình TV mà quý vị đang theo dõi để kết nối vào trang chủ của TTV11 và chọn biểu tượng chữ B màu đỏ trên giao diện. Quý vị thân mến, bản tin Covid-19 của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đến đây xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.